Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc đồ xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một số sản phẩm. Đầu tiên thì shop ngày hôm nay sẽ giới thiệu là một cái đôn với một cái máy và một cái bộ lư chế đào. Xin mời quý cô chú tham khảo. Đầu tiên ngày hôm nay thì shop giới thiệu là một cái đôn. Đây là tổng thể một cái đôn chất liệu là cái đôn này cũng vài chục năm nha cô chú, cũng xưa nha. Chân tiện nha, bốn chân nha. Được đục chế bằng nha. Đó, bốn chân giống nhau. Cái bừng nhỏ dưới đây, chân nhỏ rất là đẹp nha. Quý cô chú có thể đặt những cái máy cassette hoặc là máy một cái máy Akai, mà một cái máy Akai mà loa kèn quý cô chú, rất đẹp ha. Gỗ này là hương và thao lao. Sắp sẽ quay bốn mặt nha. Cái đít nè, ở dưới luôn. Cái này thì là một không có cái hộc nha. Dưới đây là bít hết. Trên này mặt thì ghép khung tranh. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh thì nhấn giúp dùm shop một cái đăng ký và chia sẻ cho người thân bạn bè biết đến shop. Shop thành thật cảm ơn. Hương nha quý cô chú nha. Cái này thao lao và hương. Cái này mình lấy mình đặt ngay một cái đôn ở góc nhà nó rất đẹp nha quý cô chú ha. Cái này chỉ cần một trái thôi. Mình để những cái góc nhà nào nhỏ nhỏ đó. Rồi sau đây shop sẽ đo 35. Cái mặt 35 ha. 35 vuông và độ cao là 73. Rất là đó, hút. Đó quý cô chú nhìn từ xa rất đẹp nha. Đó để mình đặt cái đôn cho những góc nhà nhỏ nhỏ. Đó thấy quý cô chú thấy cái dáng rất đẹp nha. Tiếp theo shop sẽ giới thiệu bộ lư chế đào. Bộ lư này là cao 53. Chế đào qua chế đào bên đây là 35. Bộ lư chế đào miền Nam. Nó có chiều vô đây là 16 nha. Hai cái chân đèn nó là khoảng tầm 35, khoảng 35 nha quý cô chú. Đây là chân thứ nhất. Chân thứ nhất nha. Chân thứ hai đây nó có lủng ra chút xíu nha quý cô chú. Cái này mình tháo ráp được nha. Nó tháo đáp được nha. Bộ lư chế đào. Đây cái mặt bợm này mình có tháo ra được ha. Đó, hai chế đào hai bên mình tháo cũng được nha quý chú.
có bốn cái chân mặt bọm nha. Ở dưới đây là có những cái đường này đi chung với đây. Mặt sau thì không có, mặt trước thì phải đi theo vậy. Đó, trên đây nè. Cái này phía sau nha mấy cô chú. Cái này phía sau nha, có bốn mặt bọm. Cái trò này bằng gỗ chắc nha quý cô chú nha. Tất cả là gỗ chắc hết. Cái này là nó có một cái bần dưới đây nữa, dưới đây nó có một vỏ dưới đây nữa. Còn thiếu. Cái này độ cao nhất của nó là 39 nha. 39. Nó gồm 3 chân. Trên đây có cẳng. Này rồi cái trò. Rồi đầu tiên thì sắp xin báo giá. Báo giá cái đôm gỗ hương và thau lao. Với giá tiền là 3,5 triệu. Rồi tiếp theo, cái trò này là 1,7 triệu. 1,7 triệu nha. Cái trò gỗ chắc này 1,7 triệu. Còn cái bộ lư chế đào này là 3,9 triệu đi. Tùy theo bộ, shop có hồi đó nó bán 4,000 mấy. Nhưng mà cái bộ này không đẹp bằng bộ trước thì shop sẽ bán 3,9 triệu. 3,9 triệu, 1,7 triệu và 3,5 triệu nha. Rồi shop tạm thời giới thiệu 3 món thôi. Thời gian có hạn nên mong quý sợ mất thời gian quý cô chú, shop sẽ giới thiệu sơ lược về 3 món thôi. Quý cô chú nào không hiểu không rõ thì gọi trực tiếp điện thoại Zalo màn hình mé tay phải để được shop tư vấn cho nó, mình đo lại cho nó rõ ràng hơn. Cuối video clip, cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Dạ xin cảm ơn.